Kính chào và xin cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi kênh test âm thanh của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Ngày hôm nay, Tiến Dũng tiếp tục giới thiệu đến quý vị và các bạn chương trình khuyến mại ưu đãi đặc biệt lì xì đầu năm của tháng riêng này. Đó là sẽ tặng ngay bộ dây AV Pro N của Ý trị giá 450.000 và bao phí ship toàn quốc cho tất cả các sản phẩm của cửa hàng Tiến Dũng có mức giá từ 4 triệu trở lên. Xin kính báo đến quý vị và các bạn. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng thưởng thức một đoạn nhạc, sau đó Tiến Dũng sẽ giới thiệu các sản phẩm chi tiết trong chương trình khuyến mại đặc biệt ngày hôm nay. Âm thanh rất tuyệt vời của bộ ba thiết bị được phối ghép rất ăn ý bởi Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Đầu tiên xin giới thiệu đến quý vị và các bạn đó là chiếc đầu CD Sony 3/7 ESG bản màu vàng. Đây là chiếc đầu CD dòng 3 số cao cấp nhất của thương hiệu Sony đến từ Nhật. Chiếc này với thiết kế mặt phay nhôm màu vàng, hai hồi gỗ bóng sơn mài sang trọng. Sony 3/7 ESG đầu đĩa, đọc đĩa CD, nghe nhạc chuyên nghiệp. Chiếc này về với tình trạng còn remote zin theo máy. Mức giá của chiếc này là 20 triệu, tất cả bao zin, máy đẹp xuất sắc. Quý vị sẽ nhận ngay phần quà tặng
của tháng riêng này, đó là bộ dây AV Pro N của Ý do Tiến Dũng thi công, trị giá 450.000, và Tiến Dũng sẽ bao ship toàn quốc đến tận nhà anh em với mức giá chỉ 20. Và tiếp theo xin giới thiệu đến quý vị và các bạn là trạm ly Đờ Nông model 890DG. Đây là một phiên bản rất cao cấp của thương hiệu Đờ Nông đến từ Nhật, với thiết kế mặt phay nhôm, hai hồi gỗ màu vàng sang trọng. Với chiếc này, máy sử dụng một dòng điện, điện 100V, công suất nguồn 216W. Máy có thể chơi được loa A và AB cộng, chơi hai cầu. Với chiếc này sử dụng 8 sò Sanken, tiếng của nó rất mạnh mẽ. Và đặc biệt với Đờ Nông 890DG, anh em có thể kết nối với cổng quang optical từ TV Ethernet vào đây, sử dụng để nghe nhạc, giải trí gia đình. Chiếc này đối tác tuyệt vời cho các dòng loa bền đúc, các dòng loa tannoy dạng cột, các dòng loa bầu. Anh em cũng có thể phối ghép vào các dòng loa JBL, các dòng loa Pioneer như HBM100, như S180A, tiếng đều rất tuyệt vời. Chiếc này mức giá 24, sử dụng bao phí ship cùng với quà tặng tháng riêng này. Tiếp theo, phía trên này, cặp loa mà quý vị và các bạn vừa nghe đó là mẫu loa B&W model 604S3. Hôm nay với thiết kế dạng cột sang trọng, loa của Anh Quốc. Một loa chép, một loa mid 20cm và hai loa bass loại 20cm. Loa có chức năng chơi BY. Với thiết kế dạng cột, kích thước chiều ngang khoảng 25cm và chiều sâu khoảng trên 40cm. Chiều cao của loa này khoảng 1m1. Với thiết kế vỏ màu vàng, vân gỗ rất đẹp. Và đây là tổng thể phía mặt sau của loa B&W model 604S3. Loa có thể chơi được BY 2 cầu. Dòng loa này được sản xuất tại Made in Anglia. Công suất 200W một thùng, trở kháng 8 ô. Các cọc loa đều được xi mạ màu vàng, rất đẹp. Dòng loa cao cấp của thương hiệu bền đúc đến từ Anh Quốc. Đây là thùng loa bên đây. Loa đẹp xuất sắc, hàng Made in Anglia. Đây là tổng thể mặt sau của thùng loa bên đây. B&W model 604S3, anh em có thể sử dụng chơi đa thể loại dòng nhạc, tiết tấu chậm, tiết tấu vừa và tiết tấu nhanh đều chơi rất tốt. Quý vị có thể phối ghép vào các dòng ampli Đờ Nông như 2003 la mã, 2004 la mã, 2000 AE, vân vân, hoặc các dòng Đờ Nông như 890D, 890DG. Quý vị cũng có thể phối ghép vào các dòng ampli của Lussmann như 505S tôi đang để đây. Mức giá của cặp B&W model 604S3, cặp loa có mức giá 27.500. Và phía trên này xin giới thiệu đến quý vị và các sản phẩm của ngày hôm nay nữa, đó là chiếc âm ly Lussmann model L505S. Chiếc này với thiết kế mặt phay nhôm màu vàng sang trọng, hai đồng hồ VU, volume bên đây và input select bên đây. Máy có nút chỉnh bass, treble, ba lăng, loudness đầy đủ. Chiếc này về tình trạng zin nguyên bản, còn remote zin, dây nguồn zin và catalo zin theo máy. Vỏ gỗ sang trọng. Chiếc này sử dụng điện 100V. Đây là tổng thể phía mặt sau. Máy tuyệt đẹp. Điện 100V, công suất nguồn 175W, hàng được sản xuất tại Tokyo, Japan. Chiếc này quý vị có thể chơi được hai cầu loa A và AB cộng, trở kháng từ 4 đến 16 ohm. Có giắc kết nối ba lăng ngõ vào, có giắc kết nối RCA, tức là giắc bông sen ngõ vào. Và máy còn có chức năng Breakout Man In. Lussmann model L505S. Tình trạng zin nguyên bản, máy đẹp, đủ phụ kiện, remote, dây nguồn và Catalo zin, mức giá 34, sử dụng bao ship. Tiếp theo phía bên này xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một bộ giải mã chuyên nghiệp đến từ thương hiệu Đờ Nông của Nhật Bản. Chiếc này là Đờ Nông model DAP 5500.
Đây là chiếc giải mã dòng high-end của thương hiệu Denon. Máy có thể giải mã DAC và tích hợp RE. Ở đây quý vị thấy hãng đề PCM Audio Technology Digital Audio RE Amplify. Tức là kết hợp vừa giải mã chuyên nghiệp và vừa RE ở trong đây. Trên này có cấu hình rất lớn, thiết kế mặt phay nhôm, có một nắp cốp mở dưới đây. Máy có volume chỉnh. Máy có thể kết nối cổng quang từ TV Ethernet, kết nối cổng coaxial, cổng đồng trục từ các ngõ như các đầu CD bình dân. Trên này tình trạng hàng đấu giá bên trời Tây về. Đây là tổng thể phía mặt sau của DAP 5500. Kết nối cổng quang vào đây, kết nối cổng coaxial vào đây. Và chúng ta sẽ nhận được tín hiệu DAC ở đây hoặc DAC qua breakout ở đây. Rắc ba lăng kết nối ngõ vào và ngõ ra đầy đủ. Quý vị có thể sử dụng như một chiếc RE, tín hiệu analog đưa vào đây và xuất ra ở đây. Máy tuyệt đẹp. Đây là dòng giải mã chuyên nghiệp cao cấp của thương hiệu Denon đến từ Nhật. Cái này mức giá 14. Thì Dũng sẽ tặng kèm theo một bộ dây quang, một bộ dây AV và bao phí vận chuyển trong tháng riêng này. Tiếp theo phía bên trên này xin giới thiệu đến quý vị và các bạn mẫu loa JBL model 4425MK2. Đây là cặp loa rất nổi tiếng của thương hiệu JBL đến từ Mỹ. Hai lỗ thông hơ phía dưới, một bát 30 và một chép kèn. Phía bên đây chúng ta thấy có một nút vi tinh chỉnh. Đây là dòng Professional Series 4425MK2 với thiết kế thùng gỗ lạng sang trọng, e căng bằng lưới vải màu xanh, tôi để đây. Dòng loa này anh em cũng có thể sử dụng chơi BY. Công suất tối đa là 800W. Loa được sản xuất tại California, USA. Loa tuyệt đẹp, hàng Mỹ xịn. Với mẫu loa này, anh em có thể sử dụng để nghe đa thể loại dòng nhạc. Và chúng ta cũng có thể kết hợp hát karaoke gia đình rất thoải mái, phù hợp cho các không gian tầm trên dưới 40m2. JBL model 4425MK2. Quý vị có thể phối ghép vào các dòng âm ly Denon, các dòng âm ly Lussmann hoặc Acouphase, hoặc các dòng âm ly Sansui đều chơi rất tốt. Loa này tình trạng zin nguyên bản, loa đẹp xuất sắc, mức giá 55,5. Kèm theo phần quà tặng của tháng riêng này và bao phí vận chuyển. Quý vị và các bạn quan tâm sản phẩm hãy liên hệ với Tiến Dũng theo số điện thoại trên tấm bảng màu xanh. Tiến Dũng mở cửa các giờ hành chính trong tuần. Tiến Dũng Audio Sài Gòn mở cửa tất cả các ngày trong tuần theo giờ hành chính, rất mong phục vụ quý vị và các bạn trên mọi miền tổ quốc. Cuối cùng, xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.